Ngọc và Mimi xin chào đón quý vị đến với chương trình Khéo Tay Hay Làm. Kính thưa quý vị, trong thời gian này thì chúng ta đã bước vào cái mùa lễ Giáng sinh và đây là một cái dịp để chúng ta họp mặt gặp bạn bè và để trao quà cho nhau. Và trong chương trình hôm nay thì chị Kim Ngọc sẽ hướng dẫn cho chúng ta một món làm sao mà mình có thể trang trí một cái chậu hoa hả chị, hoa Noel để mình tặng. Đây không có gì bằng mà một cái chậu hoa mà bằng cái đôi tay của mình làm. Đúng vậy. Với những cái lá thông, những chương trình trước Kim Ngọc đã nói là lá thông này á, thì mình đi ra những cái nơi mà bán thông, mình xin lại những cái gốc mà thường á, người ta, em mua cây thông em biết rồi đó, người ta sẽ cưa cái phần gốc đi để cho cây thông nó có đủ để cái chất nước để mà nó hút vô. Thành ra mình xin cái đó thì họ đều cho cả, ngoại trừ ra cái lá thuộc bài này thì Kim Ngọc hái ở nhà Kim Ngọc thôi. Chứ còn mấy cái này thì Kim Ngọc ra cái chỗ mà bán cây mà cây thông. Còn cái cây này thì cũng ở góc nhà thì Ngọc cũng mùa này thì nó cũng có những cái trái đỏ, cho nên là Kim Ngọc cũng cắt, chỉ cần có một cành thôi là cũng đã đủ rồi, tại cái này mình chỉ là đệm thôi. Với cái chậu hoa nhỏ này á, thì Kim Ngọc sẽ cắm hai cái đèn cây hoặc là một cây đèn cây thì tùy theo quý vị. Kim Ngọc lấy một cái chén nhỏ thôi và Kim Ngọc cũng lấy cái form ngâm nước ha. Nhưng mà thường á, quý vị ra ngoài chợ thì thường hay thấy rằng người ta đã cắm những cái kiểu như vậy. Đa số một cái bột nào cũng đều có một cái design như vậy mà thôi, theo kiểu giống như là cái hình hình oval. Và bây giờ Kim Ngọc thấy có những cái hộp giống như quý vị thường là mỗi năm thì đều có những cái Christmas người ta tặng quà cho nhau, có những cái hộp rất là đẹp. Kim Ngọc nghĩ rằng đây là một cái mà mình có thể tận dụng được. Kim Ngọc cắt đi một cây gốc. Có nhiều loại hộp tùy theo màu ha. Kim Ngọc cắt đi xéo thôi, cắt cái hình chữ thập và mình bẻ xuống và mình để cái chậu vô. Thứ nhất là mình vừa vận chuyển dễ, thứ hai mình mang một ý nghĩa là mình tặng cái hộp hoa. Thay vì mình là một cái món quà, đúng rồi, mình gói nó lại. Giờ tặng chị cái chậu hoa thì hơn mà mình nói rằng tặng chị một chậu hoa, một cái hộp hoa ha. Thì Kim Ngọc để vô ha, chị bẻ vô thôi và mình để cái chậu hoa mà mình đã đệm lá xong. Hay quá. Mình cho vô ha. Rồi, với cái lá này thì mình cũng đệm theo kiểu cái design. Và quý vị nhớ rằng là cái nếu với hai cây đèn cầy thì mình phải coi là nó dài và nó ngắn như thế nào. Với đèn cầy này thì có nhiều size lắm, nó có cái size cao như thế này và cái size thấp. Cái này là nhỏ nhất đó, nó có ba cái size đèn cầy, cho nên quý vị phải tùy theo cái đèn cầy mà mình có thể cắm được cái chậu. Với cái đèn cầy mà ngắn như vậy á thì mình chỉ cần cắm thấp thôi, đừng có cao quá, tại vì cao quá thì nó sẽ không cân bằng, nó không cân bằng thì nó sẽ che hết cái đèn cầy. Và với hai đèn cây nó ngắn như vậy thì mình có thể là quý vị có thể là ấn nó sâu để cho nó chiều cao vậy ha, theo kiểu cây cao cây thấp cũng được, hoặc là mình để hai cây bằng nhau cũng không sao cả đó, mình cho cái điểm giữa của nó. Và thưa quý vị, một cái điều hay là Mimi thấy chị Kim Ngọc có hai cái đèn cây này, nó có một cái base để mình dễ gắn vô hơn cái này, thì khi mà mình mua thì nó đi theo cái đèn cây hay là mình phải mua riêng chị? Không hẳn đâu. Cái này nếu như mà quý vị mà không có cái này thì chúng ta dùng một cái loại keo và chúng ta lấy cái tâm ha, dù loại keo lấy cái tâm lên và mình xếp sẵn những cái cây tâm đây và mình chỉ cuốn lại và mình ghim xuống cũng được, chứ không cần thiết phải cái này. Tại Ngọc làm hoa thì có sẵn, nhưng mà nếu quý vị mua chắc chắn là không thể có cái này, ngoại trừ tới tiệm hoa thì nó mới có. Cho nên với cái này thì cái Ngọc chỉ hướng dẫn cho nhanh, nhưng mà quý vị có thể dùng những cái đũa hay những cái tâm mình để vô đây và mình chỉ cần cuốn kẽm mà thôi. Mình cứ cuốn từ từ cái tới nơi mình cấn khoảng chừng 3 cái thôi là cũng đủ sâu, thì nó có cái nhọn thì mình dễ cắt. Đúng rồi, cái quan trọng mình chỉ muốn làm sao để cho cái cây đèn cầy nó ghim xuống cái form của mình. Còn cái này thì những tiệm hoa họ đều có bán ha. Rồi đó. Khi mà mình có cái điểm giữa rồi ha, đó mình để thì với cái tông một cái đây này gọi là hình diệp. Cái mùi nó rất là thơm phải không chị? Đúng rồi, cái lá hình diệp. Mùa này thì nó có những cái nụ và người ta thường đã xịt những cái loại màu vô rồi. Có 3 màu, Sâm Thảo Ngọc thấy có 2 màu, nhưng mà thực sự cái màu nguyên thủy của nó là màu xanh, rồi nó hơi bạc bạc, cái người ta xịt vô cho màu gold và màu silver. Đó, thì Kim Ngọc hôm nãy Kim Ngọc đã hướng dẫn cho quý vị á, ở chương trình trước là về cái màu silver. Bây giờ Kim Ngọc sẽ lấy màu gold. Gold đi với tông đỏ. Là nhìn một cái chậu hoa này thấy nó sang hơn nhiều đó. Chị Rồi, bắt đầu, coi như quý vị thấy không? Còn với cái hộp này mình chỉ cắt ở bên góc thôi nha. Cái hộp này mình chỉ cắt bên góc, đừng có cắt ở giữa. Tại vì nếu ở giữa thì nó sẽ không thấy được cái hộp của nó. Mục đích của mình là muốn cho người ta thấy cái hộp. Cho nên quý vị cắt ở bên mé cho Kim Ngọc, chứ đừng cắt ở giữa ha. Đó, thì nó sẽ có cái đuôi dài ra như vậy. Đây là cái đuôi hộp. Đó thì nó mới có ý nghĩa được cái hộp quà. Và khi có cái hộp rồi thì quý vị cũng phải nhắm trước là đừng có cho nó quá hết để che hết cái hộp, thì nó cũng không còn là cái hộp hoa. Cho nên mình cũng cắm ở cái mức độ nào để mà ví dụ như quý vị mà lấy cái hộp nhỏ thì mình sẽ cắm được cái candle nhỏ,
ha, mà cắm được cái chậu hoa nhỏ. Dạ. À, còn nếu mà cái hộp hoa lớn thì mình cắm lớn, nhưng mà đừng thấy nó lớn quá rồi cứ cho nhiều vô thì à, mình sẽ không còn quá. Dạ, nó không còn được cái hộp hoa của dạ. ý nghĩa đó. Và phía đây mình cũng nên để cho nó chút xíu, tại vì cái phần này cho người ta thấy đây là một cái hộp. Còn nếu như mình để cho lá rủ nhiều quá thì nó lại che hết cái này, người ta lại không biết. Dạ đó, Kim Ngọc cũng đã đệm lá. Còn về những cái trái thông này thì Kim Ngọc nhà quý vị mà có những cái cây thông hoặc là những cái đường highway thì thường hay có những cái trái thông này, hoặc những trường high school thì đều có. Đây Kim Ngọc mới vừa cô em đi lượm. Cái này thì đi lượm thì rẻ hơn, nhưng mà nếu mà quý vị không có tìm được thì mình có thể vô mấy cái chợ giống như chợ Michael thì nó có bán, cũng có bán. Michael hay là chợ Omnison, nói chung các chợ Mỹ đều có bán dạ, cả. Nhưng mà đi lượm thì khỏi đi mua. Biết sao không? Tại vì nhiều khi á, người ta có cái lò sưởi mùa đông giá lạnh này thì người ta bật cái lò sưởi lên và người ta quăng mấy trái thông vô, nó có mùi rất là thơm. Nó tạo ra khi mà chúng ta nấu ăn thì những cái mùi thông này nó sẽ hút tất cả những cái mùi hôi trong nhà của mình và tạo nên không khí có một cái mùi rất là lãng mạn. Cho nên thường người ta lấy cái trái thông này người ta quàng bùi cái file lại đỏ. Và khi mà quý vị mang về rồi thì chúng ta cũng phải dùng, ví dụ như là nếu như không có Kim Ngọc dùng clue để mà có cái cây cắm vô để mình có được cái giống như mình tạo được cái bậu chậu hoa, mà nếu quý vị không có cái cây đó, không có clue gun thì chúng ta dùng cái kẽm ha. Chúng ta quấn ở dưới cái gốc của cái trái. Quấn một vòng cho Kim Ngọc. Và rồi ta xoay. Wow. Cái này rồi. Cũng là hay, nếu mà mình có super glue gun thì nó dễ hơn, mình chỉ gắn cái cây nó vô thôi, còn không thì có cái cách này. Còn không thì mình cũng có thể mình dùng cái cây kẽm như vậy ha, rồi mình chọc bỏ vô cũng được cả ha. Rồi mình quấn cái kẽm cho nó ngược lại, hoặc là mình cột vô trong cái cây này giống y chang vậy thì mình cũng có thể làm được. Dạ. Rồi sẽ hướng dẫn cho quý vị đó, rồi mình có thể mình cho vô ha. Quý vị thấy không, có đây là mới, Kim Ngọc chỉ mới có lá với lại mấy cái trái thông thôi. Bây giờ mình sẽ thêm hoa. Về cái hoa này thì tùy theo mình, hoa tùy theo mình thích phải không? Rồi, Kim Ngọc hôm nay sẽ dùng màu trắng với màu kem. Đây Kim Ngọc, tại vì thường này mình cày nó có hoa vô chút xíu nó đẹp. Quý vị làm cho Kim Ngọc hai mặt nha. Bên đây nó làm sao thì bên đây cũng như vậy, hai mặt để đối xứng, tại vì khi người ta ngồi cả hai bên với cái kiểu around này thì thường người ta nhìn cả hai bên, cho nên mình không thể nào mà mình chỉ cho có một bên đằng trước. Dạ. Cái này mình phải canh ha. Đó. Mình đi về hai bên ha. Đó. Cái hoa hồng này nhìn có cái màu mình cũng giống như mùa thu chị ha, nhìn ha, thấy dạ, nó có mấy màu cam cam. Đó, khi mà đây màu trắng rồi mình sẽ xen vô đây màu cam. Mình ấn nó xuống. Rồi, Kim Ngọc cũng vậy ha. Trong đây màu trắng. Đó, chỉ xen kẽ mà thôi. Cái này chúng ta chỉ cần rải có hoa hồng chứ không phải là cái chính ha. Dạ. Và kính thưa quý vị, trong những cái chương trình mà chị Kim Ngọc về chỉ, quý vị cũng thấy là những cái món quà như vậy rất là dễ làm và cũng là mau. Thì nhưng mà nếu mà cái chương trình nó trong cái thời gian nó quá ngắn thì quý vị có thể lên trên cái website của trang nhà của VNTV là vietnewstv.com để quý vị xem lại những chương trình và quay đi quay lại để coi những cái cách mà chị Kim Ngọc hướng dẫn cho chúng ta làm những cái chậu bông như thế này. Dạ đúng rồi. Và bên đây nó có cái hình oval ra rồi. Thì bây giờ nếu như mình cắm bên đây chỉ có một cái thôi thì mình phải thêm một cái bên đây. Có nghĩa chú cái việc cắm cân xứng cho Kim Ngọc ha, bên đây và bên đây đều bằng nhau cả ha, đều cái size bằng nhau. Và mình đã có cái chiều dài rồi thì mình cho cái hoa vô thôi. Đó. Quý vị thấy không? Đó. Coi như là mình đã cắm xong cái này ha. Còn cái trái thông thì mình đó, giống như mình cho vô. Mình cho thêm mấy cái trái thông vô cái. Và trong cái dịp lễ Giáng sinh này không có gì cái ý nghĩa bằng mình tặng cho người bạn một cái món quà mà chính tay mình làm với cái giá tiền nó cũng không có mắc chị ha. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Phải nói là không đụng hàng gì đâu. Đúng vậy. Hay dùng cái từ không đụng hàng. Và mình cũng không quên cho mấy cái gọi là những cái kim tuyến mà họ đã xịt trong những cái cây quanh ha. Nó có cái mùa này thì nó có cái màu đỏ, màu gold, màu green nữa. Kim Ngọc lấy hai màu hôm nay, nó có màu silver. Đó. Thì chúng ta cũng đối lại với nhau ha. Cho dù Kim Ngọc là cứ đỏ vàng thì mình sẽ nhắm vào trong đây mình. Đó, để tạo nên cái nhẹ nhàng đó mà. Và kính thưa quý vị, đây cũng là một cái chậu hoa sắp sửa hoàn tất mà mình có thể đem tặng cho người bạn mình hay là người gia đình, người thân. Cái phần sau cùng là cái nơ. Dạ. Cái nơ mà nếu như cái nơ này thì quý vị có thể cho màu đỏ hoặc là màu vàng tùy theo mình thích ha, tùy theo cái nơ ha. Bây giờ thì Kim Ngọc lại lấy cái màu gold này tại vì nó có cái hộp màu đỏ cho nên Kim Ngọc muốn cho nó nhẹ nhàng. Thôi, cắm này cho thật màu tay. Màu gold thì nó nổi ra hơn. Đó, Kim Ngọc làm cái màu gold. Đó, mình cho nó vô cho nó nhẹ nhàng. Đây, Kim Ngọc đã xong.
cái phần hoa này. Wow, quá là đẹp thưa quý vị. Và cũng cảm ơn chị Kim Ngọc đã hướng dẫn chúng ta một cái chậu hoa rất là đẹp để chúng ta có thể tặng bạn bè, người thân trong cái dịp này. Và một lần nữa thì Mimi và chị Kim Ngọc cũng xin thay mặt gia đình VNTV chúc cho quý vị một cái mùa Giáng sinh thật là an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Một lần nữa xin cảm ơn chị Kim Ngọc. Dạ, chào Mimi. Xin kính chào quý vị. Kim Ngọc xin trân trọng kính chào quý vị.